hai tuần gần đây, các bệnh viện khám và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp nhận nhiều bệnh nhân vừa khỏi COVID được khoảng 2 đến 3 tháng thì đã tái nhiễm, song triệu chứng ít nghiêm trọng. Số F0 tái nhiễm COVID-19 tăng lên nhưng các bệnh viện chưa có con số thống kê cụ thể. Trường hợp tái nhiễm sớm nhất là cách một tháng rưỡi sau khi khỏi COVID-19, những người khác tái nhiễm sau 2 đến 3 tháng tái nhiễm xảy ra trên hầu hết nhóm tuổi, kể cả người đã tiêm vaccine mũi nhắc lại, song triệu chứng đều nhẹ như là ho khan, hắt hơi, sổ mũi hay đau rát họng. Trong một tuần qua, cả nước ghi nhận số ca nhiễm tăng trở lại với trung bình 900 người mắc mới mỗi ngày. Riêng ngày 21 tháng 7 ghi nhận gần 1.300 ca, cao nhất trong 47 ngày qua. Hà Nội tiếp tục là địa phương có nhiều ca mắc nhất Bộ Y tế đánh giá dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khó lường và đã bùng phát trở lại tại một số quốc gia với sự xuất hiện của biến chủng mới.